Các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Vân Nguyễn. Ngày hôm nay Vân Nguyễn sẽ giới thiệu cho các bạn một siêu phẩm gỗ lim với vanh cây tròn lên tới hơn 400 các bạn nhé. Chiều dài của nó là cũng khoảng hơn 9 mét luôn. Thì ngày hôm nay các bạn có thể nhìn thấy chất gỗ lim xanh rất là đẹp, đặc, và đảm bảo rằng chất này xẻ ra sẽ không vênh vai một chút nào cả đâu các bạn ạ. Và ngày hôm nay đây mình cũng giới thiệu với các bạn chủ nhân của chiếc cây gỗ này vừa mới mua được. Đó là anh Bắc, người thường xuyên đồng hành cùng với chúng ta trên các video hướng dẫn về, giới thiệu về những cái đồ nội thất cũng như là đồ gỗ và những cái cánh cửa rất là đẹp. Và anh đã mua cây gỗ này của nhà bên mình. Và xưởng mà nơi mình đang đứng đó chính là xưởng của nhà bác Quang Chiến ở bãi ổi Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Ngày hôm nay các bạn cũng sẽ được gặp gỡ ông chủ lớn của tỉnh Bắc Giang luôn các bạn nhé. Cháu chào bác ạ. Đây các bạn thấy không ạ, nụ cười của bác rất là tươi và mọi người đến đây mua hàng thì cảm thấy rất là thoải mái, bởi vì là tính của bác cũng rất là dễ chịu luôn. Phần 2 của video mình sẽ quay cho các bạn xem cái đoạn thứ hai nhá. Đoạn gốc của nó thì nó sẽ hơi méo một chút, nhưng mà cái đoạn sau của nó sẽ tròn và đẹp hơn rất là nhiều các bạn ạ. Đây là đoạn ngọn à? Xin lỗi, mình mới đến mình tưởng đây là đoạn gốc. Đây là đoạn ngọn các bạn nhá. Phần 2 của video mình, phần tiếp theo của video mình sẽ giới thiệu cho các bạn khi nó xẻ ra thì nó có đẹp như lúc mình mô tả hay không, và những đoạn sau của nó sẽ như thế nào. Các bạn nhớ chú ý theo dõi về phần tiếp theo của video. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì mình lại quay cho các bạn cái đoạn tiếp theo của cây gỗ siêu đẹp mà mình đã mô tả ngày hôm trước ấy. Thì hôm nay, sáng hôm nay mới bắt đầu cắt và cẩu ra xẻ như thế này. Bây giờ các bạn có thể nhìn thấy này, chất khá là đẹp đúng không ạ? Vanh của nó bao nhiêu nhỉ, em đã quên nhỉ anh bác nhỉ? 408. Vanh 408 luôn các bạn nhá. Cái này mà xẻ chiếu thì cũng được luôn, nhưng mà mình không biết là anh ấy có xẻ chiếu hay không. Nhưng các bạn thấy không ạ, rất là đẹp luôn. Đây có thể nói là siêu phẩm gỗ lim Nam Phi luôn. Chất không khác gì lim sơn động. Như những cái video trước mình đã phân biệt cho các bạn các loại chất gỗ lim khác nhau và các loại màu gỗ lim khác nhau, thì đây là một trong những chất lim xanh đẹp, tôm mịn. Đây cái đầu cắt thứ hai của nó đây. Nhưng mà cái này ngược sáng nên là nhìn nó không đẹp bằng đầu ở bên kia. Quay camera ở góc độ này là nó hơi ngược sáng một chút này. Đó, rất là tròn, rất là đẹp và rất là to luôn. Đây là ông Triển Chiêu. Triển Chiêu. Đó, bây giờ là bên mình sẽ tiến hành xẻ khúc gỗ này các bạn nhé. Như các bạn đã biết ấy, thì khúc gỗ này là do anh Bắc ở Lục Nam mua, và anh ấy thường xuyên mua những khúc gỗ to và đẹp như thế này. Lần trước mình đã lên nhà anh ấy làm video rồi. Nếu mà các bạn đặt gỗ khuôn cửa hay là bàn ghế hay là cửa gỗ lim ấy, thì nên tìm cái địa chỉ của nhà anh Bắc nhé, vì anh Bắc chọn gỗ rất là đẹp luôn. Đa số là những cây đẹp như thế này. Phần tiếp sau của video mình sẽ quay nó xẻ ra trông nó như thế nào, chi tiết cụ thể hơn. Nhớ theo dõi phần sau của video của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn. Các bạn ơi, bây giờ là lúc 4 giờ chiều các bạn nhé. Và hồi sáng thì mình đã quay cho các bạn lúc mà chúng ta cắt cái cây gỗ ra này. Và bây giờ là cái mình quay cho các bạn xem cái chất gỗ của nó này, xem là nó có giống như là mình mô tả hay không. Nó siêu đẹp đúng không ạ, siêu xuất sắc luôn đúng không ạ. Vân dọc dưa này, kèm vân núi ở giữa luôn này. Mà nhà mình tên là Vân nên là gỗ nào mình xẻ ra có vân hết các bạn. Đây các bạn nhìn thấy chưa, tấm gỗ này nó rộng lên tới bao nhiêu phân nhỉ anh bác nhỉ? Tấm này rộng lên tới bao nhiêu nhỉ? 1m1, 1m2 luôn. Thế nhưng mà ông chủ gỗ này thì rất là hoành tráng luôn nhá, không xẻ một tí chiếu nào luôn. Mặc dù rộng 1m1 đến 1m2, tại vì sao? Tại vì cái công trình cửa này của anh ấy rất là lớn. Nếu như mà anh ấy xẻ ra chiếu ấy thì việc mà soạn gỗ cho phần cửa nó sẽ bị thiếu. Nhưng mà nhà của khách hàng thì lại yêu cầu là đồng đều một chất gỗ, nên là ông chủ quyết định là xẻ toàn bộ chỗ này ra để làm cửa hết luôn. Mà nếu như mà gia đình nhà nào mà nhận được cái công trình cửa này ấy, thì mình nói thật là phê luôn. Quá đẹp luôn, đẹp xuất sắc luôn các bạn ạ. Đây
ngày xưa các bạn đã nhìn thấy lim Lào bao giờ chưa? Mình đã nhìn thấy lim Lào rồi. Thì đây là một trong những chất gỗ tương tự như chất gỗ lim Lào luôn. Và nếu như nói rằng cái cây gỗ này là cây gỗ lim Lào thì mình nói thật với các bạn là ai cũng tin luôn. Nhưng mà dưới cái ánh video này nó không thể hiện được hết cái chất xanh cũng như là chất đẹp của cái cây gỗ này. Nếu mà các bạn đứng trực tiếp ở cạnh mình thì nó thực sự là một màu xanh sáng này, không tì vết này. Mô tả thế nào để đẹp được hết nhở? Có lẽ là các bạn phải đến xưởng nhà mình thôi. À đây, đây, dội nước một cái lên vân luôn. Đây là kinh nghiệm của thợ mộc. Cái này mình biết lâu rồi nhưng mà quên mất không bỏ ra vận dụng. Bây giờ mới bỏ ra để vận dụng. Đây các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy đẹp chưa? Đẹp xuất sắc chưa? Không chê được. Không bao giờ có thể chê được loại gỗ này luôn. Đây giới thiệu các bạn đây, chủ nhân đây. Em chào anh, đây anh Bắc nhá. Hôm xưa mình đã lên nhà anh Bắc một lần rồi đấy. Các bạn đã xem video rồi đấy. Và video thì đã đạt tới hơn 20.000 lượt xem rồi đấy. Các bạn yêu thích video của bên mình thì hãy cho mình xin một like nhá. Còn ai yêu thích mảnh gỗ này cho like luôn. Ai thích mảnh gỗ này cho đăng ký luôn. Đăng ký để làm gì? Đăng ký để xem những video mới nhất của mình. Mình sẽ mô tả cho các bạn các loại gỗ lim, những loại gỗ lim đang có trên thị trường, cũng như là những chất gỗ lim đẹp. Thì đây là một trong những chất gỗ đẹp xuất sắc luôn. Chắc là mình sẽ tạm dừng video ở đây thôi. Tại vì các chú ấy chuẩn bị bật máy xẻ rồi. Mà một khi các chú ấy bật máy xẻ thì lúc đấy cái giọng của mình có cố nói to hơn đi chăng nữa thì nó vẫn bị át bởi tiếng máy xẻ luôn các bạn ạ. Rất là đẹp. Cảm ơn các bạn nhé.